Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Ôi, đã có xuất hiện cái gói Divine Pass mùa mới rồi nha mọi người. Và anh em nào muốn mở các gói VIP trong game thì có thể liên hệ bên mình nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game kèm theo ít phí nữa nha mọi người. Đó, mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành ban nít hay là khóa nít nha. Rồi và các bạn ơi, anh em muốn mở có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo, Facebook ha. Thông tin thì mình để bên dưới phần mô tả video, anh em có việc check link bên dưới cho an tâm nha mọi người. Rồi ở đây thì anh em mình mở nhẹ một cái chiếc rương nè, mới vô thôi là thấy thưởng thưởng là thấy ngon rồi đó. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là những cái nhiệm vụ ở đây thì đầu tiên là chiến đấu trong khu vực arena là được 10 điểm nè. Đó, săn tay áo vô và sẵn anh em mình làm luôn cái nhiệm vụ của Blood Island đi. Đây, Advent cũng khá là ngon ha. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ đến với nhiệm vụ là thu hoạch 4.000 thức ăn. Thức ăn, rồi một phát được 165.000. Tới luôn. Chỗ này thì một trận trong khu vực list nha mọi người. Đây, anh em mình sẽ đến với khu vực list và giao lưu nhẹ. Ngày hôm nay anh em mình sẽ đến với cái bé rồng nào đây? Hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên rồng miệng rộng đi nha mọi người. Con này thuộc dòng là Heroic và ra cũng khá là lâu rồi. Bé này thì các bạn để ý nha, nó có cái skin đây. Đây, skin này với giá là 200 viên game lận. Anh em mình chưa có mua skin cho nên là chúng ta đang sở hữu cái gọi là bình thường ha. Đó, nhìn cũng rất là đẹp rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực list và chúng ta cần win một trận. Ở đây thì hiện tại mình đang level là 140 nha mọi người. Đó, tiếp theo thì một mình bé miệng rộng cân nổi tem bạn hay không? Vàng rồng tem bạn thì ui trên 5 sao. Wow, một cái vàng khá là chất lượng nha. Heroic AS rồi. Con này thì có khả năng hồi sinh luôn. Nhân vật tiếp theo anh em mình sẽ đối mặt sẽ là thành viên Heroic Dream. À, bé này mà khi mà bị ngẫm á thì nó sẽ hồi sinh lại cho đồng đội kèm thêm bút mập cái lượng máu khá lớn, coi như là chúng ta phải quýnh với là tầm khoảng là thêm một nhân vật 5 sao nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Quá là ghê gớm luôn. Trời ơi, bé rồng miệng rộng của anh em mình đã không cầm cự nổi với sức mạnh của tem bạn rồi ha. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với chiến binh Wazum, một trong những anh đại của dòng Heroic VIP với kỹ năng gọi là cực kỳ là bá đạo luôn ha. Đó, được trang bị lưỡi hái tử thần kèm thêm khả năng hồi sinh cho anh em mình chiến đấu một cách gọi là ok nhất luôn. Khu arena thì bây giờ anh em mình sẽ đến quay nhẹ nha mọi người. Giờ thì chúng ta ui được x3 nè, vô kèo liền. Hôm nay là mình review cho các bạn xem về một cái bé rồng ui. Wow, Kama các bạn ơi, Heroic Kama lượng máu đang được búp lên tới là 500 mấy luôn. Ôi, nhìn cái tem thấy chất lượng rồi. Ở đây thì anh em mình sẽ phá nhẹ cái giáp nè, sau đó thì chúng ta sẽ cho bé Kama ra để quậy ha. Mình định đó là mang bé rồng miệng rộng ra chiến cho các bạn xem cho vui, vì hiện tại bé rồng miệng rộng của mình nhìn cũng khá là cute ha. Ôi, căng thế. Giờ thì anh em mình chơi chiêu đánh lan đi nha mọi người. Đánh lan để chúng ta phá được cái giáp của cái con Titan bên trong nữa. Đây. Wow, gãy được cái giáp. Ôi, bé này là Heroic Arcana. Con này thì cũng khá là mạnh. Không đùa với mấy thành viên này được. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là kỹ năng đánh lan coi. Wow, cũng được 233 cành. Rồi, nhân vật chùm cuối của tem bạn thuộc dòng là Titan. Con này là Titan hệ lá nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình với ha. Chỗ này thì mình sẽ đến với thành viên đó chính là Heroic Kamas. Vẫn là một nhân vật rất là mạnh mẽ ha. Đây, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa thì anh em mình sẽ đến với chiến binh Wazum đi. Rồi, Victory. Wow. Rồi, vô kèo nha mọi người. Action. Ở đây thì anh em mình sẽ đánh lan nhẹ một cái. Đó, vừa đủ để phá được cái giáp của dòng Titan. Và tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là đây, chiến binh Wazum ha.
đổi sang Karma để gọi là thể hiện luôn. Với lượng máu lên tới là tầm khoảng 517.000 thì anh em mình cũng không có ngán nha. Đây, chơi hết mình luôn. Wow, chỗ này thì chúng ta kỹ năng đánh lan này nó giảm 50% lượng sát thương rồi. Nếu như mà không giảm thì có thể là mình sẽ bế được cái con này luôn ấy. Lưỡi hái tử thân. Wow. Ôi, mạnh mẽ phết luôn. Đây, qua cửa nhẹ nhàng nha. Hai trận. À, mình quên mang cái thành viên gọi là bé rồng. Bé rồng miệng rộng của mình. Ở đây thì con nào có chiêu ánh sáng với lại là... Đâu rồi? Con nào có chiêu ánh sáng với lại là chiêu... hỗn loạn. À, sẽ được búp thêm máu với lại là sát thương nha các bạn. Rồi, hôm nay anh em mình giao lưu nhẹ với cái bé rồng miệng rộng coi. Bé này thì hiện tại không được ưu tiên máu trong đây, cho nên lượng máu của tàu khoảng là 280.000 thôi. Ôi, rồi bây giờ anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ. Wow, 69 lưỡi hái tử thần của mình chắc có thể sử dụng rồi. Đó, tuyệt vời ha. Rồi, ở đây thì anh em mình có thể thêm được lượt đánh nữa nè. Kèo này hơi căng ha. Wow, em này là Heris Aos nha mọi người. Nhìn cái skin nó ngầu ghê luôn. Căng vậy ta. Rồi, nhân vật chùm cuối của tên bạn là Watum. Ôi, khắc chế dòng con này là khắc chế dòng Kalmat mới đâu. Đó, gặp phải đối thủ rồi. Vô kèo luôn. Victory ha. Rồi, ở đây thì anh em mình đối mặt với một cái tem nhìn cũng khá là hầm hố hen. Ôi, có Kama, có bé Heroic cá mập và Heris Aos. Ở đây thì anh em mình có thể sử dụng 15 viên game để chúng ta quay nhẹ một phát lại là được X3. Bây giờ vẫn là X3 các bạn à. Không có cái sự gọi là khác biệt nào quá lớn hen. Rồi, bây giờ thì đầu tiên anh em mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt của chiến binh Watsum là kéo máu và thêm được lực đánh. Sau đó thì mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của bé rồng miệng rộng đi. Đây. Wow, đam cũng khá to đấy nhờ. Còn chơi hút máu các kiểu đâu nữa. Rồi, lượt một em, thành viên tiếp theo em này level 50 thôi, anh em mình thì 60. Ôi, dư sức qua cầu luôn. Và đây là chiến binh Heroic Kalmat. Chúng ta xóa bỏ khả năng miễn nhiễm sát thương và... Bây giờ thì lưỡi hái tử thần. Ôi, hái không được nhiều ha. Gặp phải khắc chế thì chú cho dù có hồi bao nhiêu máu cũng bị bế nha. Rồi, victory. Ôi... Bây giờ thì anh em mình đến với trải nhiệm vụ cái cho vui nha mọi người. 10.000 thức ăn thì ở đây anh em mình ra thu hoạch nhạn ăn cái là dư sức qua cầu rồi đây. Rồi, hai trận trong khu vực list. Dường như là trong đây anh em mình còn chừa đủ nha. Đây. Vừa đủ hai trận ha. Không, ở đây anh em mình chiến được tới tầm khoảng 4 trận nữa lượt. Rồi rồi. Bé miệng rộng đâu rồi? Hôm nay cho ra thể hiện cho vui. Em này nhìn cũng rất là đẹp nha. Tuyệt chiêu Happy. Wow. Level 70 là các bạn sức mạnh, thấy sức mạnh khá là đáng kể nha mọi người. Nó làm rất là nhanh. Rồi bây giờ đối mặt với những bạn level 145 rồi. Đó. X2 đam luôn, tuyệt vời. Và Hunter cũng có bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. Nếu nào muốn mua những cái nick Dragon City xịn sò và để chơi game, các bạn có thể liên hệ bên mình ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ nè. Wow, nhân vật chùm cuối của tên bạn level 40. Sức sát thương thì cũng... Ui, căng thế. Rồi, victory ha. Ở đây thì còn được... xong nhiệm vụ nè.
Tiếp theo thì Arena, Arena còn 2 trận thôi. Đây là anh em mình vừa đủ luôn nè. Ý khoan, team này hơi mạnh nha. Team này hơi mạnh mà anh em mình mang mấy cái bé này đi thì có vẻ không không ổn lắm. Hỗn loạn, anh em mình cần chiêu mặt trời với là chiêu hỗn loạn. Để mình coi coi mặt trời với chiêu hỗn loạn là có con nào không. Có mặt trời lại không có chiêu hỗn loạn, mà có chiêu hỗn loạn thì lại không có chiêu mặt trời. Sao mà nó khó khăn với anh em mình thế nhờ. Thôi vậy thì mình sẽ chọn Vodot đi. Dù sao thì vẫn là dòng Heroic VIP và lượng máu của nó sẽ được cải thiện khi mà có cái tuyệt chiêu được ưu đãi trong đây. Mở vô là thấy lượng máu rồi là 400 mấy là thấy ngon rồi. Rồi giờ thì bắt xe nhẹ 3% hồi sinh. Anh em mình thì sử dụng bé này thì khỏi cái hồi sinh cho tên bạn luôn. Đó, quất thêm cái lưỡi hái nữa, đúng bài. Wow, mạnh, hồi ôi nó mạnh dữ. Ây cha, mạnh dữ chứ phải mạnh thường nha. 3% hồi ôi sát thương tăng tới 4 mấy % luôn. Con này đam hơi to nè. Rồi, chỗ này thì anh em mình khử nhẹ bé này luôn bằng lưỡi hái tử thần là chúng ta sẽ làm cho tem bạn không hồi sinh lại. Ây chà, ây chà, cũng bị lưỡi hái gõ. Ây chà, tay bạn quất mình 3 lần luôn. Cay ta. Rồi, quất mình 3 lần liên tục các bạn. Đó, giờ là anh em mình bắt đầu gõ lại. Rồi, victory. Wow, 45 điểm. Trời ơi, gọi là sau 5 trận chiến đấu được 45 điểm. Rồi, ở đây thì qua cửa được một em nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Heris Aos. Kỹ năng của nó đánh lan khá là kinh khủng nè. Wow, con này thì không có khả năng hồi sinh, cho nên anh em mình cũng không có quan trọng cái việc đó là sử dụng chiêu lưỡi hai, sử dụng cái lưỡi hai tử thần ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ. Wow, rồi cửa ải này thì mình qua cũng nhẹ nhàng nha. Victory. Rồi xong nhiệm vụ nha mọi người. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là à 8.000 thức ăn. Ok. Rồi và các bạn ơi, anh em mình vô đây trải nhiệm vụ cái nha. Khu vực list 2 trận bây giờ bị đơ rồi. Ở trong đó anh em mình đánh hết rồi nên không đánh được nữa. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tê một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.